Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Ăn một chén lưng nhưng món này đủ đầy lùi tuổi già. Bạn hoàn toàn có thể đẩy lùi những dấu hiệu của tuổi già như dáng đi chậm chạp và bệnh viêm khớp nếu chăm chỉ ăn những món mà các nhà nghiên cứu từ Đại học Tufts gợi ý. Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Gerontology Series A của Đại học Tufts, Mỹ cho thấy việc bổ sung đầy đủ vitamin K có liên quan mạnh mẽ đến nguy cơ hạn chế vận động và khuyết tật ở người cao tuổi. Thường biểu hiện nhiều nhất thông qua các đặc điểm thường thấy của tuổi già như dáng đi, cử động chậm chạp và bệnh viêm khớp. 688 phụ nữ và 635 nam giới ở độ tuổi từ 70 đến 79 đã được khảo sát trong nghiên cứu. Họ được đánh giá khả năng vận động 6 tháng một lần trong vòng 6 đến 10 năm. Họ được yêu cầu báo cáo về bất kỳ khó khăn nào khi đi bộ liên tiếp 1/4 dặm khoảng 400 mét hoặc leo cầu thang liên tục 10 bước không ngắt quãng hoặc bất kỳ vấn đề sức khỏe liên quan đến vận động nào. Các tác giả kết luận rằng người lớn tuổi có nồng độ vitamin K lưu thông thấp có khả năng bị hạn chế vận động cao hơn gần 1,5 lần và khả năng khuyết tật vận động cao gần gấp đôi so với những người nạp đủ vitamin K. Vitamin K tồn tại trong tự nhiên dưới hai dạng vitamin K1 và vitamin K2. Ngoài ra, còn có vitamin tổng hợp K3. Tin vui là bổ sung hai dạng vitamin K tự nhiên bằng thực phẩm rất dễ. Nửa chén hoặc lưng chén rau mỗi ngày có thể đủ để tuổi già bớt làm phiền bạn, miễn là chọn đúng loại. Vitamin K1 chủ yếu tồn tại trong các loại rau màu xanh lá. Chỉ cần ăn một chén cải bó xôi, còn gọi là rau chân vịt, rau bine, bạn đã nạp được 145 microgram vitamin K, tương đương 181% lượng vitamin K cần nạp mỗi ngày. Một chén cải xoăn cung cấp 113 microgram, tương đương 141%. Nửa chén bông cải xanh luộc sắt nhỏ cung cấp 110 microgram, tương đương 138%. Vitamin K2 thì có thể tìm thấy trong thịt, trứng, sữa đông, phô mai và các sản phẩm từ đậu nành lên men, tương, chao, đậu phụ. Tất nhiên, vitamin K cần cho mọi lứa tuổi nên cũng không chỉ riêng người già. Trong suốt cuộc đời bạn, vitamin này đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu, quá trình trao đổi chất của xương và các mạch máu. Vì vậy, nên chú ý nếu bạn thiếu các món nói trên trong khẩu phần, hãy cố gắng bổ sung từ khi còn trẻ. Có cách ăn hoán đổi giúp giảm nguy từ nhiều bệnh tử thần. Các nhà nghiên cứu Harvard chỉ ra cách ăn hoán đổi no bụng, ngon lành nhưng giúp giảm mạnh nguy cơ chết sớm vì tim mạch, tiểu đường, ung thư. Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa danh tiếng BMJ do nhóm khoa học gia từ trường y tế công cộng T.H. Chan thuộc Đại học Harvard cho thấy chỉ cần bạn thay thế một miếng nhỏ khoảng 85g thịt đỏ trong khẩu phần quen thuộc hàng ngày bằng một miếng phi lê cá, bạn có thể giảm tới 17% nguy cơ chết sớm do mọi nguyên nhân trong vòng 8 năm tiếp theo của cuộc đời. Còn nếu bạn thay thế chỉ 2 lát xúc xích hoặc thịt xông khói bằng món cá, nguy cơ chết sớm giảm đến 25%. Hiệu quả xảy ra tương tự với một số thực phẩm được cho là lành mạnh khác. Nếu bạn thay thế 85g thịt đỏ bằng các loại hạt, nguy cơ chết sớm giảm tới 19%. Thay thế bằng ngũ cốc nguyên hạt giúp giảm 12%, bằng thịt gà hoặc rau giúp giảm 10%, trứng giúp giảm 8%. Với 2 lát xúc xích, ngoài cá ra, bạn có thể thay thế bằng rau giúp giảm 18% nguy cơ chết sớm, trong khi thịt gà giúp giảm 17%. Ngược lại, nếu một ngày bạn bỗng cuồng các món từ thịt đỏ và ăn nó gấp rưỡi trước đây,
nguy cơ chết sớm tăng ngay 10%. Các nguyên nhân phổ biến dẫn đến nguy cơ tử vong sớm nếu bạn cố trung thành với thịt đỏ và thịt chế biến sẵn là nhóm bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2 và ung thư, nhất là ung thư đại trực tràng. Theo giáo sư Frank, tác giả chính của nghiên cứu, những món ăn thay thế lành mạnh nói trên đều rơi vào các thành phần phổ biến của chế độ ăn Địa Trung Hải, vốn được khá nhiều nghiên cứu chứng minh là tốt cho sức khỏe. Các quốc gia ăn kiểu Địa Trung Hải cũng luôn nằm trong danh sách những nơi mà con người sống thọ nhất thế giới. Tập trung vào cá, đậu và rau quả có lẽ là cách tốt nhất để kéo dài cuộc sống, ông nhận định. Bình luận về nghiên cứu, tiến sĩ Chiota, giám đốc nghiên cứu Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới, nói: nghiên cứu mới này củng cố thêm bằng chứng cho thấy ăn thịt đỏ hoặc thịt chế biến sẵn làm tăng nguy cơ ung thư. Cuộc sống hạnh phúc, ăn gì không sợ láng xương. Nếu biết cách dự phòng ngay từ tuổi 40 bằng những thực phẩm hàng ngày, chứng láng xương sắp phải rời xa bạn. Một số thực phẩm rất hữu ích trong việc phòng chống chứng mất xương và xốp xương, giúp người cao tuổi và người có nguy cơ mắc bệnh láng xương cải thiện chứng bệnh của mình. Láng xương là một tình trạng mà chất lượng và mật độ xương bị giảm nhanh chóng, làm cho người bệnh dễ bị giòn xương, xốp xương, từ đó dẫn đến dễ gãy xương. Phụ nữ từ độ tuổi 40 có nguy cơ cao mắc loãng xương. Càng lớn tuổi, nguy cơ bị loãng xương càng cao. Đây là một căn bệnh thầm lặng, vì ở giai đoạn đầu, người bệnh thường không có triệu chứng gì đặc hiệu. Thiếu canxi có thể gây ra bệnh loãng xương. Những chất dinh dưỡng góp phần quan trọng cho sự hình thành xương phải kể đến là vitamin D, K, magie, kẽm, đồng và mangan. Khi một người được chẩn đoán loãng xương, họ sẽ phải tuân theo một chế độ ăn uống nghiêm ngặt, duy trì một lối sống lành mạnh để làm chậm sự tiến triển của bệnh, giảm nồng độ mất xương. Nếu không, người bệnh có nguy cơ cao bị gãy xương trong sinh hoạt hoặc vận động. Cá. Cá là một thực phẩm hoàn hảo để phòng chống bệnh loãng xương. Đây là nguồn thực phẩm giàu canxi, thành phần quan trọng nhất cấu tạo xương và duy trì sức khỏe của xương. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại cá đều có lượng canxi giống nhau. Có những loại cá giàu canxi hơn như cá mòi, cá hồi là hai loại cá có lượng canxi lớn nhất. Do vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên người già nên sử dụng cá hồi như một thực phẩm tiêu dùng thường xuyên để duy trì sức khỏe của hệ xương, từ đó ngăn ngừa bệnh loãng xương. Sữa chua. Sữa chua đã được khoa học chứng minh hiệu quả trong việc làm giảm nguy cơ loãng xương. Nó là một nguồn bổ sung canxi, vitamin và chất dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể. Ngoài ra, sữa chua còn chứa vitamin D có thể giúp ngăn chặn sự mất xương. Bên cạnh tác dụng phòng chống loãng xương, sữa chua còn được biết là một loại thực phẩm rất tốt cho hệ tiêu hóa bởi nó bổ sung các nguồn vi khuẩn có lợi cho đường ruột, giúp tăng cường hệ miễn dịch chung của cơ thể để phòng chống bệnh tật. Sữa. Thường xuyên uống sữa là cách tốt nhất để giảm các triệu chứng của bệnh loãng xương. Sữa và các sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua, v.v. rất giàu canxi, protein, carbohydrate và vitamin. Có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, các phản ứng dị ứng, chữa lành vết thương. Ngoài ra, sữa còn được sử dụng để tẩy tế bào da chết rất hiệu quả. Trứng. Trứng là một trong những thực phẩm lý tưởng có thể ngăn ngừa loãng xương, bởi trong trứng rất giàu vitamin, canxi, selen và folate. Đây đều là những thành phần cấu tạo xương, giúp bảo vệ sức khỏe của xương. Đặc biệt, có thể làm cho tóc và móng tay khỏe mạnh. Các protein tự nhiên có trong trứng có thể ngăn ngừa nguy cơ loãng xương. Bắp cải. Bắp cải vừa là một nguồn thực phẩm bổ sung chất xơ, vừa có rất nhiều vitamin, axit amin và khoáng chất rất tốt cho xương như mangan, sắt và magie.
Đặc biệt, vitamin K trong bắp cải giúp quá trình chuyển hóa xương và còn có khả năng ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Nên đây là một loại thực phẩm mà người cao tuổi và người bị loãng xương không nên bỏ qua. Chuối. Chuối là một trong số ít các loại quả có thể ngăn ngừa bệnh loãng xương. Ăn chuối thường xuyên có thể giúp hấp thụ canxi và các chất dinh dưỡng thiết yếu để đảm bảo xương khỏe mạnh. Nó cũng bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư, tiểu đường hoặc làm giảm bệnh trầm cảm. Đậu. Đậu là thực phẩm có hàm lượng vitamin D cao. Đây là một trong những thành phần giúp cơ thể tổng hợp canxi. Ngoài ra, đậu còn giàu canxi, chất xơ và chất chống oxy hóa. Đậu và đậu lăng là loại rau quả được coi là lựa chọn thực phẩm tốt nhất cho bệnh loãng xương. Ngoài ra, đậu còn rất giàu folate. Nó đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của các tế bào máu đỏ. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.